ちは。ズンモリの井口ゆきです。よろしくお願いします。ズンモリのギアです。よろしくお願いします。Hôm nay mình và cô Iguchi sẽ giới thiệu cho các bạn ba từ mới mà giới trẻ Nhật rất là hay sử dụng. Các bạn cùng nhau theo dõi clip sau đây nhé. Iguchi-san. Hai. Present ga aru. Hontou ni arigatou. Iguchi-san. Hai. Present ga aru. Maji de? Arigatou.開けてみてもいい？いいですよ。大きい。見てもいい？でかい！でかい！でかい！開けていい？いいよ。小さい。開けていい？いいよ。ちっちゃい。プレゼントがある。マジで？ありがとう。開けてみてもいい？いいですよ。でかい。ちっちゃい。皆さん、これはでっかい。これはちっちゃいです。Vừa rồi thì chúng mình đã học ba từ mới rồi đúng không nào? Ba từ chúng ta học hôm nay thì các bạn hãy nhớ cùng với cả những từ học trong sách vở đúng không nào? Để sao cho trong những hội thoại hàng ngày người Nhật nói chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể dùng những từ đó để vận dụng nói lại thì người Nhật sẽ rất là vui đúng không nào? Và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.